Living closer to the sun doesn't mean there's always enough light. Doosan Power Generation Technology is filling the darkness with rays of hope. Building your tomorrow today. Doosan. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Doosan Bina ngày 25 tháng 12 với những nội dung chính như sau. Bộ phận TI tổ chức hội thi tay nghề kỹ thuật lần thứ 7. Đoàn sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng vừa có chuyến tham quan công ty Doosan Bina, nhà máy water xuất 358 tấn sản phẩm đến Ả Rập Xê Út và cuối cùng là lễ tổng kết và trao giải thưởng cho hoạt động OI và AHS 6 tháng cuối năm. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Kỳ thi tay nghề kỹ thuật Doosan Bina tổ chức mỗi năm 2 lần từ tháng 8 năm 2008 và từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 12 vừa qua, Bộ phận TI tổ chức hội thi tay nghề kỹ thuật lần thứ 7 và thu hút được 57 công nhân viên tham gia. Đây là sân chơi của những thợ hàn và chế tạo không chỉ giỏi về kỹ năng mà còn rành về kiến thức. Khác với những lần trước, kỳ thi này được tổ chức chặt chẽ và yêu cầu cao hơn. Lần thi này, các thí sinh phải trải qua 2 vòng, vòng thi lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết ngày 13 tháng 12 quy tụ 57 thành viên từ 5 nhà máy tham gia và đây là kỳ thi tay nghề có số lượng thành viên tham gia nhiều nhất từ trước đến nay. Các thí sinh sẽ trả lời 36 câu hỏi liên quan đến công nghệ hàn và bản vẽ, vật liệu, quy trình chế tạo trong vòng 40 phút. Sau đó, chỉ 30% số thí sinh có tổng điểm cao nhất mới được tiếp tục tham gia thể hiện kỹ năng của mình trong phần thi thực hành. Sau vòng 1, nhà máy MHS đã không có đại diện lọt vào vòng 2, trong khi đó CBA chỉ còn 1 đại diện, Water còn 2, Boiler còn 7 và HRG chiếm 8 thí sinh. Ở phần thi thực hành diễn ra ngày 21 tháng 12, với 18 thí sinh đạt kết quả cao tại vòng 1 tham gia thể hiện trình độ tay nghề của mình. Họ đã tiến hành hàn và chế tạo mô hình theo bản vẽ do ban tổ chức đưa ra trong vòng 7 giờ đồng hồ. Với yêu cầu và thời gian đó, các thí sinh đã phải thật sự tập trung và nỗ lực hết mình và vận dụng tất cả các kỹ năng mình có. Tuy nhiên, kết thúc giờ thi, một số thí sinh vẫn chưa thể hoàn thành theo yêu cầu của bài thi. Bộ phận TI hiện đang tập trung vào công việc đánh giá để lựa chọn ra 8 bài thi có kết quả tốt nhất và dự kiến tiến hành trao giải vào ngày 28 tháng 12 tới. Nhà máy Water vừa hoàn thành chuyến xuất hàng thứ 6 của dự án Red On Care by Unit với tổng trọng lượng 358 tấn đến Ả Rập Xê Út. Sau một thời gian chế tạo và lắp ráp, nhà máy Water đã xuất chuyến thứ 6 gồm 358 tấn các thành phần của một nhà máy khử mạng hiện đang trong quá trình xây dựng tại Ả Rập Xê Út. Đây là hệ thống dẫn nước thuộc dự án Red On Care. Red On Care là dự án khử mạng lớn nhất thế giới hiện nay do Doosan xây dựng từ khâu thiết kế đến lắp ráp hoàn thiện 8 thiết bị khử mạng khổng lồ. Mỗi thiết bị có kích thước bằng một xăng bóng đá, nặng 4.000 tấn. 3 trong số 8 thiết bị này do Doosan Bina tại Quảng Ngãi sản xuất. Sau khi hoàn thiện, nhà máy có khả năng tạo ra 728 triệu lít nước sạch mỗi ngày. Hệ thống ống được chia thành nhiều đoạn nhỏ và đóng thành 89 kiện để thuận tiện cho việc bốc dỡ và vận chuyển. Hiện có trọng lượng nặng nhất lên đến 16 tấn. Dự án Red On Care Steel Pipping được ký kết nhằm cung cấp tổng cộng 1.753 cuộn ống dẫn nặng gần 2.000 tấn. Sau khi được chế tạo tại Doosan Bina, những cuộn ống sẽ được vận chuyển đến công trường tại Ả Rập Xê Út để đáo nối và lắp ráp thành một hệ thống ống hoàn chỉnh, dẫn nước từ biển vào thiết bị, lọc muối để cho ra nước sạch cung cấp cho hàng triệu người dân Ả Rập Xê Út. Dự án này sẽ còn một đợt xuất hàng cuối cùng dự kiến đi vào ngày 10 tháng 1 sắp tới. Chuyến xuất hàng này là chuyến thứ 6, gồm có 89 kiện. Khối lượng là khoảng 356 tấn và xuất khối thì khoảng 1.615 khối. Trong ngày 20 tháng 12 vừa qua, Bộ phận OI vừa tổ chức lễ trao giải thưởng cho hoạt động OI và AHS 6 tháng cuối năm cho những nhà máy, đội nhóm, cá nhân có thành tích cao trong những hoạt động do OI phụ trách. Theo kế hoạch, cứ 6 tháng một lần, bộ phận OI sẽ tiến hành đánh giá và trao thưởng cho hoạt động cải tiến của các xưởng và bộ phận.
Đầu tháng 12 năm 2012, bộ phận OI cũng tiến hành đánh giá và trao thưởng cho các tổ có những kê son tốt và những nhân viên đã giải quyết chủ đề OI hay nhất. Trong đợt đánh giá 6 tháng cuối năm 2012 này, bộ phận OI cũng đã chọn ra những gương mặt tiêu biểu cho hoạt động cải tiến toàn công ty về thành tích tập thể, hai giải xuất sắc và giải giỏi lần lượt được trao cho nhà máy Boiler và HRX. Đối với hoạt động giải quyết chủ đề của khối nhân viên, OI đã trao hai giải xuất sắc, 7 giải giỏi và hai giải khuyến khích. Hai chủ đề xuất sắc được trao cho Đào Ngọc Tùng đến từ bộ phận design của nhà máy MHX với chủ đề giảm 70% thời gian xử lý data khi làm BOM bằng cách ứng dụng Micro và VBI để rút ngắn các công đoạn. Và Nguyễn Quý Nhân, bộ phận MM thuộc khối FSD với chủ đề nâng cao 125% năng suất và giảm 70% thời gian hư hỏng cho máy Vertical Training LED. Một hoạt động khác của OI cũng đã chọn ra được những tổ, nhóm có thành tích xuất sắc, đó là hoạt động Bambi Hoan Đông với 6 tổ xuất sắc, 20 tổ giỏi và 4 tổ khuyến khích. Giải xuất sắc dành cho thuộc khối nhà máy Boiler, HRXG, MHX, BXD và FXD, 20 giải giỏi dành cho 5 nhà máy và khối FXD và khối QAD và bộ phận LA. Trong lễ trao giải lần này, OI cũng tiến hành tổ chức thi đấu giữa năm kê son xuất sắc để chọn ra một đại diện xuất sắc nhất tham gia thi đấu với các chi nhánh khác thuộc tập đoàn Doosan trên toàn cầu. Tại đây, bộ phận AHS cũng đã kết hợp trao hai giải cho nhà máy HRXG giải nhất và Water giải nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động AHS 6 tháng cuối năm. Trong buổi lễ hôm nay, tất cả nhân viên chúng ta đã thấy được sự nỗ lực liên tục không ngừng của toàn thể nhân viên Doosan Vina. Năm 2012 là năm chúng ta đặt ra mục tiêu bình thường hóa kinh doanh. Tuy trong thời gian qua thì tình hình kinh tế nói chung của thế giới rất là khó khăn và công ty chúng ta cũng gặp một số cái trở ngại. Nhưng theo lời của CEO thì chúng ta đều nhìn thấy được ở mỗi nhân viên của Doosan Vina sự cố gắng nỗ lực không ngừng. Chúng ta không chấp nhận thất bại, chúng ta không chấp ngừng lại mà chúng ta liên tục cải tiến liên tục để đi lên. Và theo cái chia sẻ của tổng giám đốc của chúng ta có một niềm tin mãnh liệt vào toàn thể nhân viên Doosan Vina. Trong ngày 21 tháng 12 vừa qua, đoàn gồm 23 sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đến tham quan công ty Doosan Vina và 20 trong số này là những sinh viên nhận học bổng do Doosan Vina tài trợ. Đây là những sinh viên năm cuối chuyên ngành cơ khí chế tạo, đều là những sinh viên khá giỏi của trường và có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ngãi hoặc các tỉnh lân cận Quảng Ngãi. Nhằm tạo cơ hội để sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng tìm hiểu rõ hơn về Doosan Vina cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển dụng sau này, ngày 21 tháng 12, Bộ phận Nhân sự đã mời đoàn 23 sinh viên chuyên ngành cơ khí chế tạo máy đến tham quan khu phức hợp công nghiệp nặng của mình tại Quảng Ngãi. Sau phần trò chuyện và trao đổi cùng Giám đốc Nhân sự Võ Hoàng Thông, đoàn được xem đoạn phim giới thiệu tổng quan về công ty trước khi bắt đầu hành trình xúc tour vòng quanh các nhà máy. Tại đây, đoàn đã được tận mắt chứng kiến các vật tư, thiết bị và quy trình sản xuất công nghệ tiên tiến hàng đầu của Doosan tại Việt Nam, tham quan cảng nước sau, khu ký túc xá và chung cư vạn tường, đã không ít bạn tỏ ra ngạc nhiên và thán phục trước những cỗ máy khổng lồ và hiện đại mà họ chưa một lần được nhìn thấy. Phát biểu cảm xúc và suy nghĩ của mình về chuyến tham quan, một sinh viên chia sẻ. Em xin khẳng định rằng Doosan chính là nơi tốt nhất mà những kỹ sư ngành cơ khí chế tạo máy như em có thể dừng chân lại đây. Cuối cùng, mời các bạn xem một vài video clip về cảnh báo và giáo dục an toàn trong lao động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Colocación de arnés. 1. Revisión del equipo. Revisar y observar con detenimiento que el arnés a ocupar se encuentre en buen estado, asegurándose que las correas no estén rotas, rasgadas o gastadas. Si alguna de estas condiciones se presenta, no usar este equipo y cambiar por otro en buen estado. 2. Colocación. Tomar el arnés por el gancho de seguridad y sacudir varias veces para lograr que todas las correas tomen su lugar. Desabrochar y aflojar la correa de cintura para su colocación. Con la mano izquierda, tomar el gancho de seguridad, cuidando que las etiquetas estén de frente a uno. Pasar el arnés por la parte trasera del cuerpo, cuidando que las etiquetas estén de frente a la espalda. Tomar con la mano derecha la punta de la correa de cintura por el lado derecho del cuerpo. Bajar el arnés hasta la altura de los pies.
introducir las piernas en cada uno de los orificios que se forman en el cruce de las cintas, asegurándose que las correas que se cruzan por la entrepierna reposen en las ingles. Subir a la altura de la cintura e introducir los brazos en los orificios que se forman arriba de la cinta de la cintura. Subir a la altura de los hombros para posicionar las correas en ellos. Asegurarse que las correas pasan por los omóplatos y el pecho, y además que todas las correas estén planas. Meter la cinta en la hebilla de cintura y ajustar lo más posible hasta donde sea cómodo, de manera que el arnés esté apretado pero que permita el movimiento. Localizar las hebillas corredizas que están al frente del cuerpo y ajustar de igual manera que el punto anterior. Pedir ayuda a algún compañero para que coloque tu línea de vida correctamente en el gancho de seguridad. Recuerda colocar tu línea de vida correctamente cada vez que te muevas en tus zonas de riesgo. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin ngày hôm nay, mời các bạn truy cập vào trang web youtube.com với từ khóa Dusan Vina DVTV B3N52. Bản tin Dusan Vina đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sau. Thân ái chào tạm biệt. Living on the water doesn't mean you always have enough to drink. Doosan Desalination Technology is turning seawater into water for life. Building your tomorrow today. Doosan.